nhất Dương chỉ trong trường hợp như chị mơ mà hôm trước bị mệt đấy. Bây giờ chị lên đây chị làm người mẫu nhá. Làm thử chị. Đây đau không? Không. 127 có đau không? Giờ mới cảm giác. Làm đau. Cái huyệt 127 mà nó đau hơn ấy là người ta bị nhiễm lạnh, đang bị nhiễm hàn ấy. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử này, đặt nhất Dương chỉ vào đây nhá, chị cảm nhận thấy như thế nào? Cứ để ý nhất Dương chỉ thì chúng ta có thể cầm dụng cụ bằng hai cách, đây là một cách, và một cách nữa là có thể đặt cái ngón tay ở dưới đầu bên này của dụng cụ này, giống như cầm tiêm ấy. Thì cái này là mình sẽ truyền năng lượng cho người ta, cho nên ai có năng lượng khỏe thì hãng làm, nếu không thì chỉ cầm bình thường thôi. Hoặc cũng có thể cầm như thế này, cầm như thế này. Chỗ ấn đấy chị có cảm giác nó bị tê đi không? Tê một chút thôi, nhưng mà nó ra đằng sau gáy này chạy ra đằng sau gáy hả? Dạ. Tức là cái vùng này nó đang tiếp nhận cái năng cái tác động đấy rất là tốt. Ngoài ra còn cái điểm huyệt số 0 cũng có thể làm. Cái này đau không chị? Không. Chân này không đau. Bên này cảm giác hơn bên mình. Bên này đau hơn. Đau buốt không? Không ạ. Không đau buốt. Nó chỉ hơi hơi đau thôi. Từ ra đời giờ là như thế. Có ai có cái cảm giác đau nhức gì trong người rõ rệt không? Thì làm cái này nó mới nhanh, nó mới hiệu quả. Với chị thì là đang làm theo một cái ứng dụng khác của Nhất Dương chỉ, lát nữa tôi sẽ chia sẻ thêm. Trong bên này. Mặc dù không đau, chúng ta vẫn có thể Nhất Dương chỉ, nhưng mà đây là một cái tình huống ứng dụng khác. Bên này cảm giác nhẹ hơn. Trong trường hợp như tôi đang làm cho chị mơ ấy, thì cái kỹ thuật Nhất Dương chỉ này xong, chúng ta có thể phối hợp với việc hơi giải cứu thì nó sẽ hiệu quả cao. Đây trường hợp mà nếu mà hơ vào huyệt 127 thì phải lấy cái ngón tay bịt lỗ mũi lại. Che, không phải là che này. Để cho khói nó khỏi vào mũi. Cái trường hợp Nhất Dương chỉ đấy thì là chúng ta sẽ ấn vào đấy khoảng độ 30 giây. Để sau đó chúng ta hơ ngải cứu vào cái điểm chúng ta vừa ấn đấy, khoảng 30 giây nữa. Chỉ che lại cái mũi. Nóng. Nóng trên bờ môi rồi. Nếu hơi theo liều thì nó cũng không sao đâu. Ví dụ như mình hơi này, nín thở một tí. Nhấc ra thì thở. Đưa vào thì nín thở. Thế thôi. Sau đó thì hơ vào lỗ tai, cái điểm huyệt số 0 mà vừa Nhất Dương chỉ xong ấy, hơ vào. Hút nóng. Ừ.
Thế nó hút nóng vào trong không? Bên này thì bên đấy hút mạnh hơn. Thế dễ chịu không? Có, thoải mái. Em không hút với ai, hơ mãi. Hơ mãi. Hơ khoảng 1 phút thôi, đừng hơ lâu quá, nóng quá. Hôm qua em nhắn tin. Tí nữa thấy khỏe ngay. Em là lúc này em cũng cảm giác say say, mồ hôi cứ toát ra. Mà ngồi quả thì khó chịu. Đấy, trường hợp mà lần sau chị bị như vậy, chị cứ làm cái nhất dương chỉ vào mấy cái vùng này nhé. Đấy, sau đó thì hơi ngày cứu. Tay hơi lâu hơn một chút vì nó hút năng lượng mạnh. Sau khi hơi xong chị cảm nhận thấy thế nào, mấy người thế nào? Dạ vâng, thưa thầy, hơ xong thì em cảm thấy là rất là dễ chịu. Cảm giác bên này cứ hơ nhưng mà em cứ thích là cứ hơ mãi đi. Hai bên tai này, còn bên này thì nó chỉ nóng cái chỗ bờ môi này thôi, chứ nó, cái chỗ dưới này thì nó lại không. Thấy người đỡ mệt chưa? Em đỡ nhiều. Đỡ mệt rồi. Dạ vâng. Xin chàng pháo tay cho chị Mơ. Cảm ơn chị.